con cái là mối quan hệ mật thiết nhất. Nhưng mà cũng không ít người đau khổ vì cái mối quan hệ này. Tức là có cái sự hiểu lầm với nhau, không có tương thông tâm ý với nhau, hoặc giả là có những cái suy nghĩ trái chiều với nhau giữa cha mẹ và con cái, cho nên nó mới sanh ra những bất hòa, những mâu thuẫn, và điều đó khiến cho con người ta đau khổ vô cùng. Khách quan mà một người con mà cãi lại cha mẹ, hoặc giả là có những lời lẽ làm tổn thương cha mẹ, thì cho dù là cha mẹ mình có là người bị thần kinh hay là người không có tử tế, thì mình vẫn bị xã hội lên án. Vì người ta cho rằng một đứa con mà có hành động, có lời nói làm tổn thương cha mẹ thì đứa con đó gọi là bất hiếu. Và ngược lại, một người cha mẹ nào với cái tình thương vô biên thì dù có chết, cha mẹ vẫn không bỏ con cái và cũng không có chịu chia xa. Tương dưa đạm bạc, mẹ cha cũng sẵn sàng bảo bọc con cái. Nếu như một người cha mẹ nào thiếu trách nhiệm với con cái, đối xử tệ bạc với con cái, hoặc giả là bỏ rơi con cái, thì cũng bị xã hội lên án. Cho nên tối hôm nay, Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề mà giúp cho chúng ta có những cái nhìn sâu sắc hơn giữa cái mối quan hệ cha mẹ và con cái. Dù mùa báo hiếu Vu Lan đã đi qua, nhưng trong cuộc sống thực tế thì không phải đợi tới mùa Vu Lan báo hiếu chúng ta mới làm những cái việc ý nghĩa, hay là chúng ta trong những ngày bình thường chúng ta biết cách để tự kiểm soát lấy cái hành động, cái lời nói của mình, để giữ gìn một cái mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, qua chủ đề đạo làm người giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Kính thưa các vị Phật tử, con cái thì phải nương cha mẹ. Từ nhỏ tới lớn chúng ta phải nương cha mẹ thôi. Không có cha mẹ, chúng ta rất khó mà có thể trưởng thành. Thiếu cha mẹ thì coi như chúng ta bạc phước. Cũng có rất là nhiều người thành đạt mà quá khứ của họ là những cô nhi, những trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc giả là cha mẹ qua đời nhờ ông bà hoặc là cô dì, chú bác gì nuôi dưỡng. Nhưng quả thật những đứa con đó mà lớn lên để trưởng thành không có tình yêu thương cha mẹ là một thiệt thòi lớn vô cùng. Cho nên cha mẹ nghiễm nhiên trở thành một cái điểm tựa mà không gì thay thế được trong cuộc đời của chúng ta. Chiều thì tới đây sớm nè, Thầy thấy có hai mẹ con nhỏ nọ đi tới đây, đứng ở trước chánh điện trước sân nè, hướng vào bên trong bàn Phật, chắp tay khấn nguyện. Cái hình ảnh nó đẹp vô cùng. Mẹ đi trước, con đi sau. Trong cái suy nghĩ của đứa con chắc có lẽ nó cũng chưa có hiểu nhiều về cái chuyện mà chắp tay lễ bái thành kính ở trước Đức Phật hay là đi chùa. Nhưng mà người mẹ đi chùa dẫn đứa con đi theo là một cái hình thức mình giáo dục con cái của mình. Trong cái suy nghĩ non nớt của đứa trẻ, chúng ta gieo vào trong cái mặt phẳng tâm thức trong sáng của nó những cái hạt giống thánh thiện, cứ chắp tay với lòng thành kính đối với lại Đức Phật. Thì dần dần đứa trẻ đó nó lớn lên, nó sẽ được tiếp nhận một cái nền giáo dục đạo đức như thế, lấy cái tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật làm cái nền tảng. Thì tự nhiên mình suy nghĩ rằng cái đứa trẻ này nó có phước hơn những đứa trẻ mà cũng giờ chiều đó chạy sất bất sang bang ở ngoài chiều lo đi bán vé số,
chẳng thấy cha mẹ đâu. Cũng chừng 11, 12 tuổi thôi, mà một đứa thì được theo mẹ đến chùa chắp tay trang nghiêm, mặc đồ rất là đẹp, còn một đứa thì phải bươn chải với xã hội, đi buôn bán, vé số, đi kiếm tiền, lăn lộn với cuộc sống. Chúng ta tự so sánh để mà biết được đứa nào nó có phước hơn đứa nào. Đó là chúng ta chỉ so sánh một, hai đứa trẻ nó cùng có cha mẹ, nhưng mà cái nếp sống của hai gia đình và cái quan điểm của hai cha, hai người mẹ khác nhau là ảnh hưởng tới đứa con rồi. Huống chi là một đứa con mà không có cha mẹ. Cho nên trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái nó là một cái điều biến thành cái nghĩa vụ thiêng liêng. Cho nên khi mà mình đã mang con ở trong bụng, từ một cái hình hài bé nhỏ chỉ là một cái giọt máu thôi, chúng ta đã nâng niu, đã bảo vệ nó và truyền cho nó những cái suy nghĩ thánh thiện tốt đẹp, những cái ước mơ thầm lặng của mình, cho tới ngày sinh con ra rồi nuôi con lớn lên vẫn tiếp nối những cái tư tưởng đó, nó trở thành một cái nghĩa vụ thiêng liêng. Cho nên cái hình ảnh mẹ chăm sóc con nó đẹp. Cái cảnh mà mẹ dắt tay con đi nó đẹp vô cùng. Và nếu một người mẹ nào mà bạc đãi con cái của mình thì chúng ta cũng dễ hiểu rằng người mẹ này thương con kỳ cục quá. Chứ chúng ta không dám nói là ác. Chứ có nhiều người mẹ thật sự là rất là ác độc, hung hãn. Một đứa con nó còn nhỏ như thế, nó tội tình gì mà mình đánh nó, đánh bầm mặt bầm mày, tra tấn nó. Xin lỗi chứ mình đi da quẹt cái cầu thang mình cũng đau cái tay, mình đạp cái gai mình cũng đau cái chân, vậy mà đánh con, đánh như là tra tấn tù binh, kinh hồn quá. Thì những người mẹ đó không có đạo đức, không có cái lòng từ ái. Có một người con nọ có tới chùa tìm gặp thầy, người con trai bây giờ lớn rồi, 20 mấy 30 tuổi rồi, ổn định cuộc sống, có gia đình, nhưng mà không có nhìn mẹ. Vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật mà nhất định là không nhìn mẹ. Bởi vì người mẹ này đã bỏ rơi cậu ta ngay từ nhỏ. Mới sanh ra, rồi ba của cái cậu bé này bị tai nạn chết. Và người mẹ đó bỏ cái đứa con này lại cho bà ngoại nuôi, đi lấy chồng khác. Và suốt một chặng đường dài là không có dòm ngó, không có quan tâm, không có để ý, không gì hết. Cho nên cái cậu thanh niên này lớn lên chỉ có biết bà ngoại. Lớn lên từ cái tình thương của bà ngoại thôi. Gặp mẹ, bà mẹ còn không cho kêu bằng mẹ nữa, kêu bằng dì. Thì lúc nhỏ không có phân biệt được, thì kêu bằng dì thì kêu bằng dì, nhưng mà lớn lên biết cái này là mẹ mình, không phải dì. Cho nên cái suy nghĩ của cậu này cho rằng là mẹ không có thương mình, không có nuôi mình, không có công ơn gì hết, cho nên mình không cần phải thương lại, không cần phải nuôi lại, và cũng không có cho vợ con nhìn nhận hết, tuyệt giao. Gặp mặt không chào. Thì cái cậu này cậu, hình như cái lương tâm của cậu cảm thấy bất ổn. Cậu mới thưa với thầy là: như vậy con có lỗi gì không? Thầy mới nói rằng là con cái không có chọn được cha mẹ, do nghiệp dẫn chúng ta tái sinh. Có rất nhiều cha mẹ tốt, tại sao mình không đầu thai vô mình làm con của họ, mà mình phải đầu thai làm con của một cái người mẹ này, của một người cha này? Cái đó là do cái nghiệp tự ở trong quá khứ. Mình với lại những người này đã từng là quyến thuộc của nhau, cho nên đời này phải sanh ra làm con của họ. Mình không chọn được. Mà nói gì thì nói, hễ cha mẹ sanh mình ra trong cuộc đời này thì chúng ta cũng phải mang một cái ơn là người mẹ cưu mang mình ở trong bụng 9 tháng 10 ngày. Cũng phải mang một cái ơn đó. Tại vì một người phụ nữ mang thai thì họ đau khổ, họ mệt mỏi, họ nhọc nhằn, họ nặng nề đủ thứ hết.
tự nhiên bình thường vậy có bầu rồi thèm những cái món kỳ quái. Thầy không dám nói thêm chứ có nhiều cái món kỳ hợp, kỳ cục lắm. Tự nhiên thèm khơi khơi gì. Nhưng mà thử nghĩ của một người phụ nữ lịch sự vậy, tự nhiên bây giờ thèm là do cái thai nó ảnh hưởng. Đó. Rồi còn bị nổi ghẻ nữa. Có người bị nổi ghẻ, nổi gì tùm lum tùm la. Nghe thấy đau khổ quá thì mình cũng mang cái ơn đó. Quý vị biết không? Cái em này nói, con nghĩ chắc con không có mang cái ơn đó đâu. Thì hễ phụ nữ có chồng thì phải có con chứ đâu có mang ơn gì nữa. Nó nói vậy đó. Nó nói hễ phụ nữ có chồng thì phải có con thì cái chuyện đó bình thường thôi. Thầy nói nhưng mà phải giữ gìn chứ không giữ gìn sao đẻ ra mày con. Đi vài ba bữa rồi nó xảo thai rồi sao. Có con người ta thở không dám thở mạnh nữa, đi không dám đi mạnh nữa. Nó phải nhẹ nhàng, ăn cơm còn không dám ăn cái đôi đũa lệch nữa. Phải không mấy bà mẹ? Nó phải ăn cho bằng nhau chứ sợ đẻ ra đứa con cái chân cà thọt rồi làm sao. Người ta cử kiên đủ thứ hết. Phải mang ơn. Dưới cái góc nhìn nhân quả, chúng ta vẫn phải mang ơn. Nếu không, chúng ta sẽ không có hiện diện trên cuộc đời này. Bởi vì cái nghiệp của mình phải gặp những cái người mẹ đau khổ như vậy, thì con có từ chối đi chăng nữa, hoặc là con có bị chết ở trong trứng nước, trong bụng, thì con cũng sẽ bị đầu thai lại vào trong bụng của một người mẹ khác. Và người mẹ kế đó vẫn là cái ảnh hiện của nghiệp báo, cũng phải chịu cái cảnh là mẹ bỏ rơi mình. Tại vì cái nghiệp của mình tạo ra là nó không có trốn thoát được. Cho nên con đừng có cực đoan. Thầy khuyên các em đó, thầy nói con đừng có cực đoan nữa. Chắc chắn người phụ nữ kia trong một cái góc tối nào đó cũng sẽ có những giọt nước mắt hối hận. Giọt nước mắt hối hận thật sự của một người mẹ đã bỏ rơi con. Vì hoàn cảnh gì đó họ trở thành con người vô cảm. Vì cái sự tham ái gì đó họ trở thành tàn nhẫn. Nhưng ít nhất họ cũng còn cái lương tri của một bà mẹ. Tại vì trước mắt là mẹ con cũng có hai đứa con nữa. Tức là cái lương tri của một người mẹ vẫn tồn tại. Nhưng mà vì con từ chối cho nên mẹ con cũng không dám làm tổn thương con. Cho nên âm thầm giữ khoảng cách. Thôi con đừng làm như thế, kéo dài thêm đau khổ, nên hóa giải đi. Thì nó mới nói rằng là mẹ con bây giờ bệnh nặng lắm. Và cái ước mơ của mẹ con cuối đời đó là mong cho con được tha thứ cho bà. Gọi bà một cái tiếng mẹ mà con nhất định con không đồng ý. Thầy nói như vậy con có vui không? Thầy hỏi các em đó, thầy nói con quyết định như vậy con có vui không? Chắc chắn là không vui. Chính cái điều không vui đó khiến cho con băn khoăn, cho nên con đến chùa con hỏi thầy rằng con có làm sai không? Ai cũng cần có một cái nơi nương tựa, mà nơi nương tựa gần gũi mình nhất đó là cha mẹ, đó là gia đình. Cho nên mình không có cha mẹ hay mình bị cha mẹ từ chối là một cái bất hạnh. Mình không có gia đình để mình về, đó là một cái nỗi đau khổ lớn. Thế thì có những người con còn cha mẹ, ở chung với cha mẹ, thậm chí ba thế hệ ở chung trong một gia đình, mà chúng ta cứ luôn bất hòa với cha mẹ mình, cứ luôn cãi vã với cha mẹ, luôn có những ý kiến trái chiều với cha mẹ. Thầy nghĩ cái này nó cũng sẽ tạo thêm những cái nhân tố không tốt để đời sau này chúng ta sẽ gặp lại những người cha mẹ này trong cái mối quan hệ ruột rà, và cái chống đối đó, cái phiền não đó nó sẽ không có hóa giải nếu chúng ta không có cái suy nghĩ đúng. Cho nên trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy kẻ làm con phải ghi nhớ năm điều sau. Quý vị nhớ đạo Phật rất đề cao chữ hiếu. Cho nên phận làm con, chúng ta đừng có quên cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ và cái tình cảm thiêng liêng được kết nối giữa mình với mẹ. Thứ nhất, đó là người con phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ đã mang lại cho chúng ta cái tấm thân hình hài này.
nuôi dưỡng chúng ta thành người. Khi trưởng thành, chúng ta không chỉ trở thành người có ích cho xã hội mà còn phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Thì khi thầy nói cái điều này đó, thì có một số các em mà không có được cha mẹ nuôi nấng, giống như cái hoàn cảnh của các em mà thầy vừa kể lúc nãy. Nó nói mẹ con không có nuôi con, ba con không có nuôi con, tại sao con phải có trách nhiệm nuôi ba mẹ con? Thầy nói mình vẫn phải có trách nhiệm con. Tại vì khi mình nuôi cha mẹ mình, có nghĩa rằng mình đang dạy con cái mình. Quý vị đồng ý không? Cho dù cha mẹ mình có bỏ rơi mình, nhưng mà mình vẫn đem cái nhân cái nghĩa ra, chúng ta buồn một chút thôi chứ không oán hận. Cái này khó đó. Tại đa phần chúng ta hay oán hận. Thầy nói mình chăm sóc lại cha mẹ, mình nuôi dưỡng cha mẹ, có nghĩa rằng mình đang chăm sóc bản thân mình. Hay nói khác đi, tức là mình dạy con mình về hiếu đạo. Nó sẽ nhận được điều đó. Ồ, ba mình, mẹ mình cư xử tốt với ông bà, cho nên nó lớn lên nó phải cư xử tốt lại. Có một cái người con đó, họ cũng chống đối. Họ nói không, không có nuôi dưỡng. Là tại vì cái bà mẹ đó là bắt cái cô này đi ở đợ từ lúc mới có 7-8 tuổi thôi. Là phải đi giúp việc nhà cho người ta đi làm, mà lúc nhỏ xíu thì không có đi học. Lớn chút nữa bắt đi làm đủ thứ chuyện. Còn thê thảm hơn nữa là bắt đem bán qua Campuchia để đi làm cái nghề hạ đẳng đi kiếm tiền cho bà đánh bài. Nhỏ quá đâu có biết làm gì, 12-13 tuổi bị mẹ dẫn đi đâu thì đi đó. Cho nên khi lớn lên hiểu được, hận bà mẹ vô cùng. Những lúc đau khổ cái cô đó cứ kêu trời lên, trời ơi tại sao tôi có một bà mẹ như thế này. Thì khi tới chùa quy y với thầy, cô cũng kể ra cái lịch sử cổ như vậy. 20-30 tuổi bây giờ có gia đình yên ổn rồi, nhưng mà thương mẹ nhưng mà không bao giờ quên được những cái nỗi đau khổ của cái thời thơ ấu, những cái nhọc nhằn nhục nhã của cái kiếp người mà do người mẹ đưa đẩy. Cho nên hận mẹ vô cùng. Thầy nói đừng có hận. Tại vì cái hận đó không có làm cho mình an lạc. Mà càng ngại nó càng dìm mình sâu trong đau khổ. Rồi mình cũng không thể dạy con mình được những cái gì nó thoáng đạt hơn. Tại mình cũng phải mang ơn cái người mẹ. Cái cô đó cô nói con không có mang ơn gì hết đó. Con chỉ mang những cái oán thù thôi. Thầy nói con mang ơn chứ. Tại vì mẹ con sanh con ra lành lặn, con phải mang ơn mẹ con. Chứ bây giờ mẹ con sanh con ra tật nguyền rồi làm sao? Bị tật này, bị tật kia rồi làm sao? Mình cũng phải mang ơn mẹ mình. Thầy khuyên giải bằng cái tinh thần từ bi của Đạo Phật với hiểu nhân quả. Thì cái cô này cổ mới không có còn oán hận mẹ nữa. Nhưng mà thương thì thầy nghĩ chắc chưa thương đâu. Cũng cho tiền mẹ nhưng mà cho kiểu bố thí, bà già, bà thiếu tiền, bà thiếu thuốc, bà thiếu cơm cho bà. Theo lẽ đi bố thí người khác thì bố thí cho bà. Thầy nói thôi vậy cũng được đi. Hãy chấp nhận đón, mở lòng ra, buông xuống những oán thù, đón nhận mẹ là được rồi. Nhưng mà một người con mà biết phụng dưỡng cha mẹ đủ đầy dù trong nghịch cảnh, cái đó nó trở thành một cái đức lớn. Quý vị cứ để ý đi, bất luận một người con nào trong xã hội, dù nghèo khó đến mấy, dù khổ đau đến mấy, nhưng mà vẫn chăm nuôi cha mẹ đầy đủ, người con đó sẽ được mọi người tôn trọng và ủng hộ. Cho nên cái hiếu đạo này nó trở thành một cái đức, và cái đức đó nó có thể hóa giải được những khó khăn. Như thầy đi từ thiện, thì xin thưa với lại quý vị, phát học bổng thầy cũng ưu tiên cho những em mà hiếu đạo, nghèo khó mà chăm nuôi cha mẹ, một phần một buổi đi học, một buổi đi làm để phụ giúp cha mẹ. Thầy vẫn cảm thấy thương những đứa bé đó hơn. Trong khi bằng tuổi nó,
lo chích chát, nhí nhố, bồ bịch, đi chơi, đi bời, phá làng, phá xóm. Còn nó phải đi lao động để phụ giúp mẹ. Chứng tỏ những đứa con này nó rất là hiếu đạo. Thì cái hiếu đạo đó nó cảm đến đất trời và nó làm cái sợi dây nối giữa trái tim của con người với con người. Người ta sẽ dễ đồng cảm với mình hơn. Cha mẹ có đối xử với mình tệ bạc cách mấy cũng là cha mẹ của mình. Phận làm con mình nên hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là Đức Phật dạy. Thầy biết một trong dài những hoàn cảnh nó ngang trái thì có một ít những người con họ không chấp nhận cái điều này. Từ cái lý do là cha mẹ bỏ rơi họ. Thầy nói chỉ có cách duy nhất là các con phải bỏ bớt đi cái lòng oán thù. Bởi vì mình có tránh người cha mẹ này, mình cũng sẽ đầu thai gặp cha mẹ khác cũng bỏ rơi con. Tại vì cái nghiệp con đã bỏ rơi họ ở trong quá khứ. Bây giờ phải chịu lấy cái quả báo này. Mà khi một người con mà chăm sóc cho cha mẹ, mà chăm sóc thiệt lòng, bằng cả cái tấm lòng của mình thương cha mẹ, thì xin lỗi, cơm dưa đạm bạc nó cũng kết nối được cái tình thương giữa mình với cha mẹ. Cha mẹ có khó khăn, cha mẹ có cằn nhằn cũng không là vấn đề. Có một cái em trai đó nói với thầy là nó chăm sóc ba nó mà có nhiều lúc nó tức quá, nó đánh ba nó, xong nó hối hận. Tại vì ba nó là người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình, không có trách nhiệm với vợ con, sống gây nợ, ăn chơi thôi, gây nợ rồi bồ bịch. Mấy anh em nó phải tự bươn chải, lớn lên khổ sở rồi đi về rồi còn hành hạ mẹ nó nữa, chửi rủa đánh đập, cho nên hai anh em nó không có thương ba nó. Rồi mẹ nó mất rồi anh em nó cũng tự bươn chải sống rồi gầy dựng cuộc sống. Rồi ba nó tới khi thân tàn ma dại, đi tới đâu cũng có vợ bé vợ mọn, tới khi ngã xuống không còn làm ra tiền bệnh á, không thấy một cái con vợ bé vợ mọn nào hết. Ổng phải quay trở về ở, nó phải nuôi, nó nói cho ba mình nuôi. Rồi ổng bệnh, ổng bị tai biến, tức là cũng còn đi được, nhưng mà đi cái kiểu của cái người bệnh á, mà ổng đài đọ cũng chửi bới, rồi càng ngày ổng càng bệnh nặng hơn, ổng làm tình làm tội. Nó nói trời ơi, con phải đi làm về đó là con phải đút cơm ổng mới ăn, người khác đút ổng nhất định không ăn. Con đưa thuốc ổng mới uống, người khác không đưa thuốc là ổng không uống. Thậm chí dọn vệ sinh ổng cũng không chịu cho ai dọn cho ổng hết, con phải đích thân dọn ổng mới chịu. Nhà cửa hôi hám này kia, nó cũng bực mình quá. Mà không phải đơn giản đâu, ổng ăn cơm ổng cũng chửi, ổng làm cái gì cũng chửi hết, cái nghiệp của ổng là chửi. Con bực quá chứ nhiều khi con tức quá con đánh ông. Thầy nó không nên, hành động nó không nên. Tại nó cứ ám ảnh trong đầu là hồi nhỏ ổng bạo lực gia đình, đánh mẹ nó, rồi đánh anh, đánh chị em nó. Đánh mà đánh tàn sát lắm. Đứa nhỏ nhỏ xíu 6-7 tuổi mà rút dây nịch ra đánh. Nó kể với thầy mà nó còn khóc mà. Nó con không bao giờ con nhớ được, con không có ngủ yên được. Cứ ám ảnh cái nỗi đau khổ đó nó lớn lên rồi, nó không bao giờ nó ngủ ngon được. Cứ giật mình khóc thét lên trước cái cảnh đó. Cho nên ổng đi khỏi nhà thôi, ổng về nhà là ổng đánh. Đánh từ mẹ cho tới con, đánh hết. Mà cái người quê nghèo mà đâu có phản kháng cái gì được, đâu có dám cái gì. Thân phận phụ nữ đúng là thấy tội nghiệp đáng thương quá. Và chính mẹ nó cũng chết là do bị ba nó đánh, lấy cây đập vô đầu, bị chấn thương, sao đã chết. Cho nên nó hận vô cùng, nó không cách nào nó thương được. Bây giờ ổng về là phải nuôi thôi, nuôi một cái người già, cái bệnh tàn tật gì. Nó quý vị thấy có những cái cảnh nó rất là ngang trái, mà bây giờ kêu con cái nó phụng dưỡng cha mẹ, bây giờ kêu nó thương cũng khó lắm. Mấy em nó cần phải hiểu cho được nhân quả. Nhưng mà khi chưa hiểu nhân quả, nó cố nó chịu đựng, cái đó cũng là cả một vấn đề rồi. Điều thứ hai là người con là phải thường xuyên tâm sự, nói cho cha mẹ
biết được những cái thiện ý của mình, những cái ý nguyện trong sáng của mình, ở trong lòng của mình. Những gì ta đã trải qua, thực ra cha mẹ cũng đã trải qua ở trong quá khứ. Cho nên khi chúng ta tâm tình, chúng ta nói chuyện với cha mẹ, có nghĩa rằng chúng ta sẽ được đón nhận những cái kinh nghiệm từ nơi cha mẹ, để những cái việc làm của chúng ta có cái định hướng tốt hơn và có một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Cho nên chúng ta mới tự tin hơn. Hay nói khác đi, có nghĩa rằng chúng ta hãy lắng nghe những lời khuyên bổ ích của cha mẹ trước khi muốn làm một điều gì đó. Cái này thầy thấy bây giờ là hình như ít lắm. Là tại vì quan điểm của những đứa con còn trẻ bây giờ đó, ở cái thời đại mới này, nó tiếp xúc với thời đại của công nghệ, nó biết được nhiều thứ do ứng dụng công nghệ, không phải cái biết do trải nghiệm, do từ cái truyền thống. Cho nên cái sự nhận thức giữa cha mẹ với con cái nó bị lệch hướng với nhau. Và thậm chí cha mẹ không có biết con cái của mình nó làm cái gì. Chỉ trừ một vài ông bà già xì tin có Facebook rồi này kia, lướt web ào ào, chứ đa phần mấy bà mẹ quê, mấy ông cha quê không biết. Cho nên từ chỗ đó con cái với cha mẹ có cái sự bất đồng với nhau. Và những đứa con còn trẻ nó cho rằng là mẹ không biết đâu, mẹ không hiểu đâu. Thế là nó xóa luôn những cái lời khuyên của cha mẹ. Nó không cần đón nhận và nó nghĩ rằng là cha mẹ nó góp ý nó cũng sẽ không làm được. Bởi vì lĩnh vực này nó rành hơn. Mà đúng thiệt như thế đó. Tại vì có những người cha mẹ tới tâm sự với thầy, nói khuyên nó không nghe, mà con cũng không biết. Nó nói gì cũng không biết thì con chỉ khuyên thôi, làm gì làm nhớ hướng tới đạo đức thôi con. Nó nói mẹ yên tâm đi, mẹ yên tâm đi, con không làm gì vậy bà. Dài ba bữa bị ở tù. Tại vì nó làm bất chính, làm trốn thuế, lừa gạt người ta. Mà cha mẹ đâu có biết gì đâu à. Giờ lừa gạt nó đủ chiêu, đủ trò, đủ cách, đủ kiểu hết. Ở trong chùa cũng bị á quý vị. Gần đây không biết có ai đó là lấy tên thầy đi vận động tiền để mà sửa lại cái chùa bị cháy gì ở đâu không biết nữa, cho số tài khoản của ai không biết. Thì mấy Phật tử vô hỏi, con chào thầy khỏe không, cũng trả lời thầy khỏe con. Trời ơi, trả lời ngon lành vậy. Trả lời thầy khỏe con, thầy đang bận công tác ở Hàn Quốc. Giống như thầy thường đi Hàn Quốc, nó không biết thầy đi Hàn Quốc để dạy học. Thầy đang bận công tác Hàn Quốc, con cứ chuyển tiền vô tài khoản của thích nữ gì đó, sư cô thích nữ gì đó không biết nữa, mà tự nhiên để đưa cái số tài khoản của nam giới ngân hàng Aribank đâu ngoài Hà Nội, chi nhánh Hà Nội á, dễ sợ không. Mấy chú đệ tử nói sư phụ ơi, bữa nay mệt quá, người ta mạo danh sư phụ kìa. Thầy mới nói là thầy cũng có giá, bữa hôm là người ta mượn tên thầy, người ta đi bán chuỗi phong thủy. Quảng cáo ở trên mạng có mấy người liên lạc, sư phụ à, sau chuỗi này 11, 12 triệu vậy, nó có đúng cái chức năng mà như sư phụ quảng cáo ở trên đó là chữa bệnh thế này kia. Thầy chưng hửng, thầy nói chuỗi gì? Cái nói thì sư phụ rao bán chuỗi trên mạng đó. Thầy nói hồi nào? Rõ ràng, để Thích Thiện Thuận bán chuỗi. Thầy nói thầy đâu có nghèo tới mức mà đi buôn, đi bán, đi kiếm sống gì ghê gớm vậy. Phật tử đâu có nuôi thầy đói bữa nào đâu. Trời ơi, cơm cũng ngày ăn ba bữa, bệnh cũng thuốc uống đều đều, áo quần cũng mặc cũng sạch sẽ như ai. Mà phải nghèo nàn gì mà đi bán chuỗi, ghê gớm không quý vị thấy. Nhiều kiểu lắm. Thì những bà mẹ quê, những ông cha quê không có điều kiện được học nhiều, không có cơ hội để tiếp cận với lại cái nền công nghệ số, thì làm sao biết được. Xin lỗi, xài cái điện thoại của bác, chỉ biết nghe thôi, biết gọi thôi, chứ không hề biết nhắn tin, không hề biết thêm cái chuyện lưu tên lưu gì hết. Cái kiểu ở quê vậy đó. Mấy chị thầy ở quê đó cũng không có đến độ quê lắm, nhà ngay chợ cho đốc không, mà cũng không biết. Thì huống chi những cái người ở quê sâu hơn nữa là làm sao.
Cho nên con cái nó sẽ thường bất đồng ý kiến, quan điểm với cha mẹ, vì nó cho rằng cha mẹ không có biết, không có hiểu. Nhưng mà thưa với lại quý vị, đây là cái lỗi của giới trẻ. Nó cho rằng nó biết, nó sẽ thành công. Nó cho rằng nó am tường, cho nên nó tự tin. Nhưng nó không hề biết rằng cuộc đời không như là mơ. Mình suy nghĩ là một chuyện, công thức nó đưa ra như thế là một chuyện, nhưng mà có thành công hay không, nó còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và cái quyền biến của con người, hay khác hơn là cái sự kinh nghiệm. Thì chỉ có những con người trải nghiệm mới có kinh nghiệm thôi. Giống như có bà mẹ đó, ở dưới quê đi lên thăm đứa con trai ở Sài Gòn nè, học hành, thành đạt, rồi có vợ, rồi ở lại Sài Gòn. Bà lâu lâu bà nhớ con, nhớ cháu lên thăm. Con dâu á, là nó không cho bà mẹ chồng đụng tới đứa cháu nội. Đứa cháu nội 6-7 tháng, bà mẹ thấy nó khóc khóc rồi tới dỗ dỗ cho nó uống, tới giật lại, mẹ không biết cho uống nước đâu. Rồi bà đút cho ăn, mẹ không biết cho ăn đâu. Bà nói ta không biết, sao tao đẻ ra ba đứa con, tao nuôi tròn voi à. Cái suy nghĩ của cái đứa con dâu là suy nghĩ của cái người thời đại. Nuôi con như thế nào? Còn bà mẹ bà nuôi bằng cái kinh nghiệm của một bà mẹ quê, trong thời buổi khó khăn, bà vẫn nuôi được con học hành. Bà ra chùa bà khóc quý vị, bà buồn lắm. Bà nói hồi đó đó, con buông gánh bán bưng mà con nuôi ba đứa con của con thành đạt. Đồ ăn con nấu cho nó ăn, giờ con nhớ tới những cái món mà con của con nó thích đó, con đem từ dưới quê lên, con dâu con nó dục sọt rác đó, nó thấy gớm, mất vệ sinh, dơ. Bà buồn và khóc. Bà nói mình đẻ con ra mình nuôi tới lớn, con của con ba đứa nó thành đạt, nó đẹp đẽ, học giỏi giang, vậy mà nó nói con không biết nuôi con. Thầy mới khuyên, thầy nói nó còn nói nhiều thứ nữa chứ không phải không biết nuôi con, nó không biết nhiều thứ nữa. Thôi, con nó để cho nó nuôi đi. Rảnh chứ đâu có gì đâu à. Khỏe nữa, khỏi phiền. Bây giờ bà nghĩ đi, nó giao cái đứa nhỏ đó cho bà. Bà 60 mấy, bà 70 tuổi, bà nuôi nổi không? Bà nuôi sao nổi cái đứa con nít đó. Nó cà que hoài sao bà chăm sóc nổi. Bà lên huyết áp, bà lên tăng xong rồi bà lên đường luôn. Thôi, nó thích nuôi, nó dành nuôi để cho nuôi. Thì bà mới nói, thì biết con nó nuôi, nhưng mà con tới con cho đứa nhỏ uống nước, nó cũng gạt ra, nó mẹ không biết cho uống nước. Bây giờ mình nuôi con nhỏ mình cho uống nước bằng cái gì quý vị? Cho bằng cái gì con? Bằng cái gì? Bằng cái bình bú, đúng rồi. Bà lấy muỗng bà đút. Bà lấy nước bà đổ ra cái liệt, bà lấy cái muỗng bà múc bà đút cho nó uống. Cái đứa con dâu nó mẹ không biết cho uống, đúng rồi, lấy cái bình. Bà kể mà thầy quên. Tức là nó lấy cái bình cho đứa nhỏ bú không? Giống như bú sữa vậy là uống nước đó hả? Thầy cũng không biết. Tại thầy đâu có kinh nghiệm này. Bà nói thì cho, hồi đó con cũng cho con của con nó uống nước vậy. Cũng bằng cái muỗng đó. Nó nói là mẹ cho uống nước nó bị sặc. Cho uống nước bằng cái muỗng nó bị sặc. Có không quý vị? Không lẽ mấy bà mẹ quê nuôi con cái nó chết hết à? Nó sặc nó chết hết à? Nói cái đó hơi kỳ. Thầy không đồng ý. Cái cô con dâu cách phản ứng đó chưa khéo. Nó tự tin vào cái kiến thức của thời đại, mà nó quên rằng những cái kinh nghiệm, cái đó nó quan trọng vô cùng. Rất là quan trọng. Cho nên khi chúng ta gần gũi cha mẹ, chúng ta tâm tình với cha mẹ, chúng ta chia sẻ với những dự định của mình trong tương lai với cha mẹ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ đón nhận được những cái kiến thức từ kinh nghiệm của cha mẹ. Nó lợi ích cho bản thân mình. Quyết định vẫn là chúng ta thôi, là bản thân của người con thôi. Nhưng mà khi mình được tiếp nối bởi những cái kinh nghiệm của người đi trước, thì cái đó có lợi ích cho bản thân của chúng ta. Điều thứ ba, Đức Phật dạy làm người con không có được chống trái những điều cha mẹ làm. Khi cha mẹ dạy bảo những điều hay
lẽ phải thì con cái phải nghe theo. Đức Phật dạy rất là rõ à. Tức là cha mẹ dạy những điều hay, những lẽ phải, những nhân nghĩa đạo đức chúng ta không được chống trái. Còn mà gặp cha mẹ trời ơi đất hỡi thì thôi, phải cản. Trời bà mẹ mà tối ngày cứ đánh đề thì tao chết rồi. Nó có một người con đó, kể cho thầy nghe là không chấp nhận nổi cái bà mẹ. 6 tháng trả nợ cho bà ăn lần. Bà đánh đề. Bà làm cái gì không biết mà bà thiếu nợ. Mà già rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi, mà tối đi nhảy đầm, đi vũ trường. Mà mấy đứa con là nó đi làm cực lực vô cùng, nó không dám có gia đình luôn. Một đứa con trai, một đứa con gái. Ô, nó con nhìn mẹ con mệt lắm, con không dám có gia đình nữa. Làm bao nhiêu cũng để dành dụm để trả nợ cho mẹ thôi. Mà khuyên kiểu nào cũng không được. Mà mấy đứa con biết không, bà mẹ đó là mỗi một tháng đi tu bác quan trai 2 lần á, đi 2 chùa. Bà tu ghê không? Thầy nói thì bà tu 2 ngày đó được rồi con, còn lại 28 ngày cho bà dung văn dung vẻ đi. Nó mới nói bây giờ sư phụ làm sao đi? Hướng dẫn cho mẹ con tu thêm nữa đi, chứ tu có 2 ngày tụi con chịu không nổi. Còn 28 ngày là đi chơi đúng 28 ngày. Mà có ý kiến là bà chửi á, chửi tục, chửi tiểu, chửi bậy bạ này kia nữa. Nó mà bà mẹ xì tin lắm nghe, Facebook rồi này kia rành lắm, Zalo ba lô gì rành lắm, biết hết. Thì có nhiều người mới nói sao nghịch lý vậy, không biết con của con dạy nó không nghe, nói nó không nghe. Còn cái bà mẹ này không có ra gì, mà con cái thì hiếu thảo vô cùng. Thì nó cái phước cái nghiệp của mỗi người nó khác. Chúng ta không nên so sánh như vậy được. Cho nên cha mẹ mà dạy bảo những điều hay lẽ phải, những điều đúng với nhân nghĩa đạo đức, thì nhất định chúng ta không có được chống trái, phải nghe theo. Còn cha mẹ mà làm những cái điều mà phi pháp, phi đạo đức thì chúng ta phải khuyên can, nhất định phải khuyên can. Điều thứ tư, người con là không ngăn cản những chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Tức là cha mẹ làm những cái điều chân chánh, đúng đắn, mình không có được ngăn cản. Thí dụ như cha mẹ muốn làm thiện, muốn tụng kinh, muốn ăn chay, muốn niệm Phật, muốn làm những cái nghề mà thu nhập thấp nhưng nó lại chánh nghiệp, thì chúng ta không có được cản trở. Và tuyệt đối không có được lôi kéo cha mẹ của mình đi vào cái con đường tà nghiệp, tà mạng của mình. Thí dụ như mình làm rồi mình kêu cha mẹ mình làm chung với mình, phụ với mình, nhưng mà đó, nếu là cái nghề bất chính thì không được rồi. Cái đó nguy hiểm lắm, cha mẹ cũng sẽ bị cộng nghiệp theo. Và có một điều mà chúng ta thường hay suy nghĩ, làm con cái là chúng ta bị cái áp lực là cha mẹ ép xuống, dùng cái quyền cha mẹ để áp đặt con cái. Thì cái đất nước Á Đông của chúng ta, đất nước Việt Nam của mình là ở cái vùng Á Đông, nó có cái nền văn hóa đó là cha mẹ nói con cái phải nghe, chứ mình không có được cãi, không có được chống lại, dù trong lòng của mình là không có vui, không có thích. Thì ở trong kinh Đức Phật dạy, đương nhiên chúng ta sẽ không có cãi lại cha mẹ, nhưng mà chúng ta được khuyên can cha mẹ bằng cái sự lễ giáo, chứ mình không có được nạt ngang nạt ngửa. Nhưng mà hình như bây giờ cái điều này nó đã giảm bớt rồi. Con cái giờ nó hay cãi lại cha mẹ ngay trước mặt thầy thôi. Thầy thấy có những gia đình họ dẫn con tới, những đứa con còn nhỏ thôi, 14-15 tuổi thôi, nó nạt mẹ nó ngay trước mặt thầy á. Mệt mẹ quá đi. Mẹ nó nói cái gì với nó đó, nó nạt ngang vậy. Mệt mẹ quá đi.
Không biết mẹ nó làm gì mà nó mệt. Mẹ nó mới là người mệt chứ sao nó mệt. Sanh nó ra mang bầu nó đã mệt gần chết rồi, nuôi nó cũng mệt nữa. Bây giờ nuôi tới lớn cái nghe nó nói câu đó, phải hồi đó đẻ cái trứng gà ăn cho nó bổ. Con cái gì kỳ cục, cái thầy kêu lại, thầy nói con không có được nạt mẹ kiểu đó. Sụ cái mặt xuống rồi. Thầy nó nhìn cái mặt thấy hãm tài rồi. Trời ơi, nó mới có 14, 15 tuổi rồi. Sụ cái mặt vậy, thầy nói đâu dám cãi. Mà nó không có vui. Từ đó sao nó bái bai chùa luôn, không đi nữa. Không đi chùa thầy nữa. Nói thầy thiên thuận khó khăn. Mẹ đã làm con bực mình là thầy còn kêu con lại thầy mắng con nữa. Thầy thấy con cái mà ngỗ nghịch với cha mẹ là thầy phải khuyên giải. Mà thầy nói nhẹ nhàng vậy đó, mà nó nói thầy mắng đó. Thầy nói con không có được cư xử với mẹ con bằng những cái lời lẽ mà thiếu tôn trọng như vậy. Dù cho mẹ mình là cái gì đi chăng nữa cũng là mẹ, chứ không có được như vậy. Nói thầy mắng đó. Từ đó đến sau nó không đi chùa nữa. Không đi chùa thầy nữa. Thầy nó đi nữa, gặp thầy la nữa. La chừng nào mày hết, ngỗ nghịch thôi, hết bất hiếu thôi. Con nít đó. Cái này nó cũng có một cái phần. Là chúng ta làm cha mẹ đó, chúng ta cư xử với lại ông bà như thế nào, con cái của mình nó sẽ tiếp nhận. Hễ mình đối xử với ông bà thiếu trách nhiệm, thiếu lễ giáo, thì con cái của mình nó lớn lên nó cũng sẽ bắt chước giống y như vậy thôi. Cho nên những điều mà cha mẹ nói nó không đúng, nó không phù hợp, chúng ta được quyền thưa lại với cha mẹ bằng lễ giáo, bằng cái sự tôn trọng. Lấy cái lễ giáo để đối đãi với cha mẹ trong cái cách cư xử hàng ngày. Dù mình bất mãn cha mẹ đi chăng nữa, chúng ta cũng kiểm soát được cái cảm xúc của mình, để mình giữ được cái tâm bình khí hòa của mình. Thì cha mẹ chắc chắn sẽ có lúc hối hận. Thầy nghĩ quý vị ở đây đã từng làm cha mẹ rồi, có khi mình cũng ép con đúng không? Mình cũng ép con mình theo quan điểm của mình, nhưng sau đó là chúng ta lại hối hận. Nếu mà đứa con nó phản ứng là chúng ta bực lắm, chúng ta tức lắm, chúng ta càng lấy cái quyền làm cha mẹ ra áp đặt thêm nữa. Nhưng mà đứa con nó im lặng, nó cúi đầu, thậm chí nó khóc, tự dưng chúng ta hối hận ngay. Tại vì cái này thầy có nghe một vài cha mẹ nói rồi, nói là con ép con suy nghĩ sai về con của con bắt con phải làm thế này thế kia theo ý con. Nó cũng im lặng, nó không nói gì, tự nhiên con thấy hối hận quá. Có những người cha mẹ đã tâm sự với thầy như thế. Cho nên thầy tin chắc rằng nếu là một người con mà phản ứng gay gắt với cha mẹ thì nó sẽ không đưa tới cái kết quả tốt. Mà cái sự nhu thuận của mình, cái lễ giáo của mình im lặng, mình không phản ứng, dù mình buồn đó, dù mình có hơi bị ép đó, nhưng mà chính cái hành động đó làm cho cha mẹ hối hận, sẽ thay đổi thái độ và không ép mình nữa. Chứ còn mình phản ứng thì tự nhiên nó sẽ xa cách với nhau. Cha mẹ với con cái nó sẽ có một cái khoảng cách lớn. Cho nên đạo làm người, chúng ta khỏi có tính những cái chuyện cao sang gì, ghê gớm gì. Chỉ cần mình thực tập theo những điều Đức Phật dạy đây, cư xử với cha mẹ như thế, thì đó là hình thành nhân cách của một con người. Thực tế trong xã hội có những người con rất đặc biệt, nó ngoại giao rất tốt, giao tế rất tốt, cư xử với người lạ rất tốt, nhưng ngược lại với cha mẹ nó thì than ôi, trời ơi, nó đắng cay, nó lạnh lùng, nó ghẻ lạnh, thậm chí nó còn nạt nộ nữa. Tại những người cha mẹ đó tới hỏi thầy lý do gì sao? Không phải con của con, nó không có lễ giáo, nó không có đạo đức, nó nói chuyện với người ngoài chỗ, nó lễ phép lắm thưa thầy, nó ngọt ngào, nó dịu dàng, còn nói chuyện với con tiếng một à. Để đó. Con nó còn không thích. Nó nói chuyện với mẹ nó vậy đó. Nó nạt ngang, nạt ngửa mẹ nó vậy đó. Bà mẹ mới để ý. Bà mẹ mới nói con à, mẹ chỉ mong làm sao con cư xử với mẹ bằng 1/3 cái cách cư xử với người ngoài thôi, là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con vậy đó. Ai biểu mẹ đẻ ra con? Nó còn trả lời kiểu đó. Ai biểu mẹ đẻ ra con? Ai biểu? Không lẽ ông trời biểu? Nhỏ thôi, trả lời vô duyên.
Làm sao mà cái chuyện mà ai biểu mẹ đẻ ra con được? Nhân duyên hội ngộ thì tự nhiên mẹ nó đẻ ra nó thôi. Ai biểu mẹ đẻ ra con? Mẹ ráng chịu, tánh con vậy đó. Nó cũng thương mẹ nó, chứ không phải không thương, nhưng mà không cách nào nó ngọt ngào với mẹ nó được. Thì cái người mẹ đó mới có một cái thắc mắc, hỏi thầy là tại sao vậy? Thầy nói phải có lý do. Một là cái lý do của tiền kiếp, là con cư xử tệ với nó. Dù con rất là thương nó, cho nên bây giờ nó thành cái quả báo. Còn hai nữa là cái lý do trong đời hiện tại, rất có thể con không muốn nó tồn tại, con không muốn nó ra đời, nhưng mà phải đẻ nó ra. Bà mẹ nói đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi lúc có bầu nó ngoài kế hoạch, con muốn phá thai. Nó cảm nhận được cái điều đó. Đứa con ở trong bụng nó cảm nhận được rằng bà mẹ muốn giết chết nó, không muốn có sự tồn tại của nó. Nó đón nhận được những cái thông tin đó. Vui buồn gì của mẹ, suy tư gì của mẹ nói liền với đứa con. Nó nói tiếp với lại cái tâm thức của đứa con ở trong bụng. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mẹ mà buồn phiền lúc mang thai, đẻ ra đứa con nó bị buồn theo. Cái mặt nó buồn, cái tánh nó cũng buồn, rồi nó bị u uất, nó bị trầm cảm theo. Mới đẻ ra lớn lên là nó trầm cảm, rồi nó bị tự kỷ, vân vân. Nó ảnh hưởng từ mẹ đó. Cho nên bữa hôm thầy có giảng một buổi giảng với mấy bà bầu ở trên chùa Khải Đoan ở Buôn Mê Thuột đó. Thầy nói đừng có giận chồng mà mình đi khởi lên những cái suy nghĩ không tốt, rồi mình truyền những cái không tốt đó cho con mình. Không nên đó. Vì cái vui buồn của mình nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với con. Thầy nói ra cái điều này, cái những người mẹ đó nói đúng rồi. Con đã từng có cái ý nghĩa là bỏ nó, không muốn có nó, nhưng mà buộc phải đẻ nó ra, phải sinh nó ra thì phải nuôi nó. Thì nó lớn lên, nó cũng không thể lý giải được gì sao nó không thể nói chuyện ngọt được với mẹ nó, dù nó rất thương mẹ nó. Và cái điều này thầy đã có hỏi một vài vấn đề, thầy xác minh như vậy. Có mấy em mà học hè nó tới chùa thầy nó ở đó, thầy để ý có mấy đứa con trai đó, nó nói chuyện với mẹ nó cũng kỳ cục lắm. Nhưng mà mẹ nó đi về nó nhớ mẹ nó khóc, nhưng mà nó gần mẹ nó nói chuyện được mấy câu à. Thầy kêu mẹ nó tới thầy hỏi, mẹ nó ở nhà nó làm trận làm thượng ghê lắm, mà hễ nó đi đâu là nó nhớ lắm, nó nhắn tin cho con đọc thấy cảm động lắm, mà gặp trực tiếp nó nói tiếng một, nó nói tiếng một giật ngang giật ngược vậy nè. Thầy hỏi ra quá khứ thì cũng giống vậy, tức là lúc mang thai đó là muốn bỏ con, là tại vì lúc đó ông chồng phản bội, ông chồng có vợ bé cho nên tức quá muốn phá thai, và sau đó ông chồng trở về cái hết phá thai. Nhưng mà những cái giây phút mà mình tức tối, mình oán hận đó, mình truyền cho nó cái thông tin bất an, nó cảm nhận được điều đó, nhưng nó không có tự vệ được. Một cái đứa hài nhi ở trong bụng nó lấy cái gì nó tự vệ? Tiếng nói của nó không ai nghe, phản ứng của nó nhỏ nhoi quá, cho nên nó làm gì? Và cứ thế nó sanh ra, nó lớn lên, nó vẫn còn cái dư âm đó. Cho nên làm cha mẹ, chúng ta cũng không có nên mà quá là gọi là độc tài phát xít ấy, đối với con cái của mình. Không nên. Chúng ta phải hết sức là nhẹ nhàng. Như vậy, bổn phận làm cha mẹ đối với con cái, thì Đức Phật dạy cũng có những điều sau. Đây là đạo làm người đó. Thứ nhất, con đừng để cho con mình làm ác. Khi phát hiện ra con cái của mình mà nó làm những điều ác là nhất định phải ngăn cản nó. Nếu mình không ngăn cản nó, mình sẽ cộng nghiệp. Nhưng mà cái này khó, phải không quý vị? Nhất là những đứa trẻ bây giờ,
Nó muốn làm gì nó làm à. Nó đâu có quan tâm tới những cái lời khuyên bảo của cha mẹ. Thậm chí nó còn cho rằng cha mẹ nó không có biết. Cho nên nó cứ làm theo cái suy nghĩ của nó. Mà nó không biết được cái hậu quả. Mà Đức Phật dạy rồi, hễ mà chánh nghiệp thì mới tồn tại. Chúng ta nuôi sống bằng những thu nhập, bằng những cái nghề chân chánh thì nó mới tồn tại. Còn những cái nghề phi pháp chẳng qua chỉ nhất thời thôi. Cho dù có thu nhập cao cũng không tồn tại. Chúng ta nuôi cái thân mạng mình bằng những cái việc làm, bằng những cái cách sống đúng đắn, gọi là chánh mạng. Thì cái đó nó mới duy trì được cái đời sống bình yên của gia đình. Chứ đừng có tính theo cái kiểu mà muốn cho có tiền, cho nhanh, cho lẹ, thì nó cũng mau sụp đổ thôi. Thì bây giờ những cái cách làm ăn của con cái, cha mẹ nhiều khi đâu có biết, đâu có nắm được, cũng không có kiến thức, cũng không có những cái kinh nghiệm chuyên môn. Cho nên khi nghe cha mẹ nói đó, con cái thường bỏ ngoài tai những cái điều này. Đến khi phát hiện ra là thường nó chậm rồi, nó chậm mất rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy phận làm cha mẹ đó phải có trách nhiệm. Không phải chỉ để nuôi con cái tới lớn, mà còn phải dạy cho con cái mình cái cách sống. Khi phát hiện ra con cái mình làm những cái điều không đúng, nghề bất thiện, thì lập tức phải ngăn cản. Điều thứ hai là cha mẹ phải chỉ dạy, truyền trao và khuyến khích con mình làm những việc thiện, tức là xây dựng đời sống bằng thiện nghiệp. Khi một người cha, một người mẹ nào mà khuyên dạy con mình sống bằng thiện nghiệp, điều đó khẳng định rằng cha mẹ đó là cái người tốt, người sống đạo đức. Tại chỉ có người đạo đức mới lấy thiện pháp làm nền tảng cho đời sống sinh hoạt của mình. Chỉ có người hiền lương đạo đức mới làm những cái điều đó. Cho nên cha mẹ đó dạy cho con cái làm những cái thiện pháp, lấy cái thiện pháp làm nền tảng, thì điều đó rất là lợi ích cho bản thân con mình, cho gia đình và cho xã hội. Nếu như trong một cái xí nghiệp, trong một cơ quan, trong một công ty mà lãnh đạo lấy thiện pháp để làm nền tảng, thì thầy tin chắc rằng nhân viên cũng sẽ rất là dễ thở, sẽ thoải mái. Trong một quốc gia cũng vậy, lãnh đạo một quốc gia, một vương quốc nào mà họ lấy cái thiện pháp để làm nền tảng thì dân đó hạnh phúc vô cùng. Cho nên quý vị thấy hàng năm người ta có so sánh cái chỉ số hạnh phúc của các quốc gia đó. Quý vị có đọc những cái thông tin đó không? Quý vị biết quốc gia mà có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới là nước nào không? Quý vị biết không? Không biết. Bhutan. Một đất nước nhỏ nằm treo leo giữa thung lũng của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ số hạnh phúc của người dân quốc gia này cao nhất thế giới. Chính vì vị quốc vương đó lấy Phật Pháp làm nền tảng trong tất cả mọi mối quan hệ, từ giáo dục, y tế cho tới tất cả những dịch vụ gì trong cái xã hội đó, lấy Phật giáo làm chính, lấy thiện nghiệp của Phật giáo làm chính để xây dựng đời sống hạnh phúc cho người dân. Rất nhiều người xin được nhập cư vô cái đất nước đó để sống bình yên, để sống hạnh phúc, nhưng đất nước này từ chối hết, cho tới du lịch thôi mà cũng hạn chế du khách tới. Họ sợ làm mất đi cái nền văn hóa của họ bởi những cái văn hóa du nhập của các quốc gia khác. Trong một gia đình, nếu cha mẹ sống bằng thiện nghiệp, suy nghĩ hành động gì cũng lấy thiện nghiệp, thì gia đình đó sẽ rất là có nền tảng bình yên, và dạy con cái cũng tiếp tục lớn lên từ môi trường bình yên đó, thì gia đình đó sẽ tồn tại lâu dài. Thì một cái tập thể, trong một công ty, trong một doanh nghiệp, trong một cơ quan mà lãnh đạo cũng lấy thiện pháp làm nền tảng để hành động, chứ không dùng quyền lực, không dùng những cái thủ đoạn, những âm mưu gì hết, thì công ty đó, tập thể đó sẽ phát triển vững bền, và những người tham gia trong cái lĩnh vực đó cũng được hạnh phúc, cũng được bình yên. Và nhân rộng hơn, đó là dùng miền hoặc là một đất nước mà quốc vương lãnh đạo
hay là cái vị nguyên thủ quốc gia lãnh đạo lấy cái thiện pháp làm nền tảng, thì đất nước nó sẽ được hưởng thái bình, được yên ổn, được hạnh phúc. Việt Nam của chúng ta, lịch sử đã từng ghi nhận lại thời Lý và thời Trần, các vị vua dùng Phật giáo làm quốc giáo để giáo dục dân chúng rất là đạo đức, hiền lương, cho nên mới xây dựng được một cái nền tảng bình yên cho đất nước, cho quốc gia. Quan trọng nhất đó là giữ được cái nền hòa bình của dân tộc trước cái nạn xâm lăng của vật Nguyên Mông. Điều thứ ba, Đức Phật dạy cha mẹ phải yêu thương con bằng một trái tim nhân hậu từ ái. Hay nói đơn giản, tức là thương con đến tận xương tủy. Chứ không phải thương con là con cái nó nghe lời mình thương, còn đứa không nghe lời mình không thương. Không có chuyện đó. Cha mẹ thương con là thương đều hết. Và thương con bằng cái trái tim nhân hậu từ ái của mình, để mình mới có thể kịp thời ở bên cạnh con, nâng đỡ con, giúp đỡ con, che chở con và dìu con đi vào trong cuộc đời, chắp cánh cho con bay vào vùng trời mơ ước. Cha mẹ thương con như vậy mới có thể đồng hành thầm lặng với con cái của mình. Thầy biết có những người cha, những người mẹ rất là tốt, dù con cái thành đạt, con cái cũng không quan tâm nhiều, nhưng mà những người cha người mẹ này vẫn âm thầm ở bên cạnh con cái của mình, sẵn sàng giang tay ra chia sẻ giúp đỡ từ vật chất cho tới tinh thần. Thầy có biết những người cha, những người mẹ này đúng với lời Đức Phật dạy, đó là yêu thương con bằng cả lòng từ ái. Trong đó có một số người mẹ, người cha cũng buồn, cũng trách con cái mình nuôi tới lớn, dạy dỗ đàng hoàng cho học hành thành đạt, tới khi có gia đình, có vợ, có con, mua nhà cho nó, nhưng mà nó sống cũng không tốt, nó không quan tâm tới cha mẹ. Cha mẹ bệnh nó không biết, nó không biết, không thèm hỏi. Nhưng mà vẫn thầm lặng đồng hành với con, chia sẻ với con từ vật chất cho tới tinh thần. Con cái nó hụt hạt với nhau, trong gia đình riêng của nó, người mẹ này cũng luôn kề vai sát cánh, phân tích, chia sẻ để giúp cho con bảo vệ hạnh phúc gia đình. Rồi có khi nó làm ăn nó cũng không có được như ý, cũng sẵn sàng giang tay ra chia sớt nhọc nhằn khó khăn với nó. Rồi nó hết sôi, nó rồi việc, nó cũng dẹp mẹ qua một bên. Khi nó thiếu tiền, thiếu tình, mẹ ơi, mẹ à, ba ơi, ba à. Nhưng mà khi nó bình yên rồi, cha mẹ cho đi du lịch hết. Đúng là cái số vậy. Thầy mới khuyên, thầy nói không có mất mát gì đâu con, mình nuôi con mình thương con mình, đúng như lời Phật dạy, không mất mát gì đâu, nó cũng có cái phước, thì ít nhất cũng có một đứa con nó hiếu thảo, nó sẽ thương mình, nó sẽ hiểu mình, không cần nó phải suy nghĩ nhiều. Điều thứ tư Đức Phật dạy đó, cha mẹ đặc biệt, đó là chọn nơi hôn phối tốt đẹp cho con cái. Cái điều này quan trọng lắm quý vị, nhưng mà hình như nó là chuyện của đời xưa. Còn bây giờ nó chọn cho cha mẹ nó. Nó chọn xong rồi, cha mẹ phải nghe theo, cha mẹ phải đồng ý theo. Chứ không có cái chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cái đó xưa lắm rồi Diễm ơi. Đức Phật dạy đó, cha mẹ có trách nhiệm. Mình phải hiểu là ngày xưa cái môi trường chúng ta không có thể giao tiếp rộng, chúng ta không có thể mà có những cái phương tiện thông tin đại chúng như bây giờ, quý vị thấy không? Trong cái thế giới phẳng này, mình tiếp nối với nhau nó nhanh lắm, mình kết nối với nhau nó gần lắm. Người ở bên đây đại dương, bên kia đại dương, chỉ cần bấm cái kịch là thấy mặt nhau, nói chuyện ào ào, cười hố hố rồi. Đó. Chứ không phải như hồi xưa mà viết thơ, viết đồ này kia, nó khoảng cách, bị khoảng cách thời gian, không gian, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy cha mẹ phải biết chọn cái nơi
tin tưởng nơi đạo đức, cái nơi bình yên để làm cái chỗ an bền, vững chắc cho con của mình nó trao thân gửi phận. Tức là chọn đúng nơi để làm cái người hôn phối cho con cái của mình. Nhưng mà xã hội bây giờ đó, quý vị mới thấy tại sao mà trước cái ngưỡng cửa hôn nhân, cha mẹ với con cái thường hay bất hòa. Là tại vì cha mẹ vẫn còn có cái suy nghĩ là mình có quyền quyết định về hôn nhân của con cái. Có đúng không mấy bà mẹ, mấy ông cha ở đây? Tức là mình vẫn còn cái suy nghĩ của cái người lớn mà thời xưa là mình quyết định hôn nhân cho con cái. Nhưng mà cái suy nghĩ của con cái bây giờ là nó không phải là cha mẹ quyết định, mà nó mới là cái người quyết định cho hôn nhân của nó. Mà đúng là như thế. Nhưng mà cha mẹ chỉ ở vai trò của cái người chủ hôn để làm cho cuộc hôn nhân đó nó được viên mãn đúng với lại cái phong tục tập quán của mình thôi. Thí dụ như bây giờ không có cha mẹ rồi mấy đứa nó không có vợ, không có chồng à? Phải không? Nó cũng có vợ, có chồng đó. Chứ không có cha mẹ rồi nó không được kết hôn à? Cho nên ở đây thầy khuyên có cái sự dung hòa giữa cha mẹ với con cái. Khi con cái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, chúng ta đừng có áp đặt con cái mình đi coi tuổi, coi tác, đi coi này, coi kia, lung tung, lang tang, đủ thứ trò, đủ thứ chuyện hết. Làm ảnh hưởng tới con cái của mình, cuộc sống mình, nó thương cái người đó. Coi tuổi không được đâu nghe con, trời con nhỏ này tuổi dần nghe con, trời nó về nó ăn thịt mày à. Nó lấy vợ tuổi dần mà ăn trật dột à. Trời mày rước nhầm con cọp cái đi về nhà là thua đó nghe. Trúng nhầm ông thầy bói nó, trời mày cưới nó về là mẹ chết đó nghe con. Thôi đừng có cưới nó. Ông thầy bói nào mà ác mồm ác miệng phán tròn câu, cái bà mẹ này bà nghe bà sợ chứ. Bà ra không hiểu nhân quả rồi. Thì bà không tin nhân quả, cho nên bà nghe bà tin ông thầy bói liền. Bà phải sợ, bà cấm cản. Cho nên mình phải hiểu cái vai trò của mình đối với lại hôn nhân của con cái mình, là cái người đứng ra làm chủ hôn để tác thành cho hôn sự đó. Hạnh phúc hay đau khổ nó tự chọn, nó tự gánh. Mình chia sẻ được cái gì mình chia sẻ. Chứ còn mình áp đặt cho nó đau khổ, xin thưa, ai cũng đau khổ, bản thân mình cũng sẽ đau khổ. Và ngược lại con cái cũng phải lễ phép thưa với cha mẹ, chứ đừng có giật ngược giật ngang. Nó, mà nó con thương người này, con quý người này, con mến người này, mẹ cho con được sống với người đó, con được kết hôn với người đó. Chứ bây giờ mẹ bắt con đi cưới cái người con không thương là làm sao con hạnh phúc. Mình phải nói nhẹ nhàng vậy, cha mẹ với con cái mới có được một cái điểm chung để hiểu với nhau. Không, cha mẹ đặt đâu con ở đó, mày không được có ý kiến. Trời ơi, nó lấy vợ mà nó không có ý kiến là làm sao? Bà giống như bà lấy vợ cho bà vậy. Bà mẹ kiểu đó tội nghiệp đứa con của mình. Cho nên cái điều này Đức Phật dạy là hoàn toàn là nó nằm ở cái bối cảnh của xã hội cổ đại. Cha mẹ phải có trách nhiệm. Con cái nó không có đi xa, nó không có ra bên ngoài nhiều, và kinh nghiệm của nó chưa có nhiều. Cho nên người cha mẹ phải chọn cái nơi để phối ngẫu với con mình, làm sao đảm bảo được sự bình yên và hạnh phúc cho con của mình lâu dài. Cho nên mới có câu là nuôi heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Phải không quý vị? Nói cái câu này là ông bà mình hay nói lắm. Mình chọn cái người con gái đó sẽ làm con dâu của nhà mình. Mình còn phải điều tra lý lịch của dòng họ nó nữa kìa, ba đời. Mấy bà mẹ ở đây có không? Có không? Có hết, thầy nghĩ có hết. Tại vì sao? Mấy bà đi tới chùa kể thầy nghe nè. Nói thầy ơi, không được thầy ơi, không được thầy ơi. Con của con thương cái con nhỏ đó, con cũng mến nó hiền lành nết na lắm. Nhưng mà không có được, mẹ nó có ba chồng. Thầy nói cái chuyện đó là chuyện của mẹ nó. Không được, không được, không được. Mẹ nó như vậy, làm sao tin nó được? Quý vị thấy không? Tâm lý của chúng ta bất ổn ngay. Cha mẹ sẽ dao động ngay. Thầy nói, cái bà mẹ bà có ba chồng là cái chuyện của bà có ba chồng. Mà còn kể chi tiết như thế này, ba chồng đều bị chết tai nạn. Chứng tỏ mẹ nó có tướng sát phu, thì con nhỏ này con lo lắm. Con của con mà cưới nó thì coi chừng con của con cũng lên đường.
Thầy nói đừng có tính như vậy, đừng có suy nghĩ như vậy. Mỗi cái nghiệp của mỗi người khác nhau, không được, nhất định không được là không. Đó, quý vị có đi su tra lý lịch của con dâu ba đời không? Có hết. Vì cái gì? Vì muốn hạnh phúc, an toàn, lâu dài cho con mình. Nhưng mà xin thưa với lại quý vị, hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc vững bền trong hôn nhân hoàn toàn là do cái sự hiểu biết đặt trên cái sự hiểu biết qua cái tình thương yêu của đôi vợ chồng đó, nó mới lâu dài. Chứ không phải chỉ thương yêu nhau không, mà phải có sự hiểu biết, thông cảm với nhau thì cái tình yêu đó, hôn nhân đó nó được bền vững. Chứ còn nếu hôn nhân mà chỉ đặt trên cái sự yêu thương hoặc là nhằm chỉ để thỏa mãn nhục dục thì chắc chắn nó sẽ đưa tới đổ vỡ hạnh phúc thôi. Phải hiểu biết, có hiểu biết mới thông cảm, có thông cảm mình mới có thể buông bỏ được những cái lỗi lầm của người bạn đời mình, mà mình cùng với họ đi bên cạnh nhau suốt cả cuộc đời. Nếu không có hiểu biết, không có thông cảm thì cái thương yêu đó nó chỉ là ngục tù thôi. Chứ không phải là cái chuyện mà mẹ nó làm cái nghề này, mẹ nó làm cái chuyện kia, hay là ba đời nó làm này kia là không được. Nghe mấy bà mẹ đó kể, thầy mới thấy là đi cưới dâu là cũng nhọc nhằn lắm, cũng mệt lắm nha quý vị, cũng khổ sở lắm á. Có bà mẹ đó, bà cũng không đồng ý con của bà cưới một cái đứa con gái đó. Quý vị biết lý do gì sao không? Nó không chà dò. Cái đứa con gái đó bà để ý đi tới nhà bà chơi, nó không có chài, tức là không có lấy bàn chải để chà cái chân của nó đó. Bà nói cái chân của nó đen thui, xin lỗi thầy nói theo tiếng nhà quê của thầy là chà giò. Chà giò tức là lấy cái bàn chải chà vô cái giò, cái cẳng đó. Lâu lâu nói tiếng nhà quê cái ngớ ngẩn đó. Bà mẹ chồng ghê gớm không, bà xôi tới cái bức, tới cái mắt cá của nó cái chân. Ôi nó trời ơi thầy ơi, đàn bà con gái gì cái chân nó móc thích à. Chứng tỏ cả tuần lễ nó không có chài giò, nó ở dơ như vậy làm sao nó nuôi con nó được, khỏi. Mấy bà mẹ ở đây có không? Có dòm giò dòm cẳng mấy đứa con dâu không? Không hả? Có hết. Thầy nghĩ có nhưng mà không đến nỗi khó khăn lắm phải không? Thầy nói dễ lắm. Con mua cho nó 10 cái bàn chải, mẹ tặng con nè. Đó. Thì nó chà thôi, nó biết ý bà mẹ rồi. Còn nó không chà nữa. Con tuần con qua đây mẹ chà cho con. Thử coi nó còn ở dơ nữa không. Tự nhiên thấy cái chân của anh ta vậy, cái đầu cái phán cho anh ta, nhỏ để ở dơ quá không được. Thất bại không? Thầy nói có con có cái mệt quá. Mệt từ nhỏ cho tới lớn, nuôi tới lớn, dựng vợ gả chồng của nó chưa hết mệt, tới khi nó ở chung với nhau nó hạnh phúc hay không hạnh phúc mình còn mệt tiếp tập 5, tập 6 nữa, rồi tới đẻ ra một mớ con mình cũng mệt tiếp với cái vai trò làm bà làm ông, phải phụ với nó để chăm sóc cháu nữa, rồi tới cái đám cháu đó nó lớn lên, quý vị hết mệt không? Còn mệt nữa đó. Cho nên thầy đi tu không có gì hết, khỏe ra. Quý vị có nhiều thứ mệt, thầy nói thiệt, thiệt á, thầy thấy mệt thiệt á, rất là mệt, mệt vô cùng. Điều thứ năm Đức Phật dạy cha mẹ đối với con cái là cha mẹ tùy thời cung cấp đồ cần dùng cho con cái. Thầy thấy cái này là quá đúng. Biết rằng con cái của mình nó giàu có, nó có thể nó thu nhập giàu có hơn mình nữa, nhưng mà cha mẹ cũng vẫn cứ muốn biếu cho con những cái món con thích, tặng cho con những cái đồ mà con cần dùng. Tại thầy thấy có những người mẹ đi mua đồ cho con cái đó khoe với thầy, tự nhiên thầy thấy những đứa con nó hạnh phúc ghê, xong rồi giận, cho nó không xài, đem cho người ta, nó chê, nó bà mẹ bà mua bộ đồ nhà quê nó không mặc. Thầy nói con là mới lạ đó, cho nó rồi thôi, nó mặc không mặc chuyện đó chuyện của nó. Mua dép cho nó không mang, mua giày cho nó không mang, mua đồ ăn cho nó không ăn, nó còn chê nó mẹ mua đồ chỗ này ăn có được, mua ở chỗ khác. Nhưng mà có những bà mẹ rất hạnh phúc, có những đứa con lâu lâu chạy về, mẹ mẹ
con thèm cơm mẹ nấu, tự nhiên bà hạnh phúc vô cùng. Một bà mẹ lớn rồi, 60 mấy tuổi rồi, đứa con cũng 30 mấy 40 tuổi mà chạy về ôm lưng mẹ, mẹ con thèm cơm mẹ nấu ngon nhất. Hạnh phúc thật. Thầy nghĩ người mẹ đó cũng hạnh phúc, mà đứa con đó cũng hạnh phúc. Xã hội thời nay thử nghĩ có bao nhiêu gia đình, có bao nhiêu con người được tận hưởng cái nguồn hạnh phúc đó trong một cái xã hội mà bây giờ đó, hễ chúng ta gọi là có nhiều đứa nó đâu cần mẹ nó nấu đâu, nó gọi Grab có ngày, phải không quý vị? Muốn ăn món gì kêu Grab, ta mua ta đem tới nơi, cho nên thôi khỏi cần mẹ nấu nữa, mẹ nấu chi mệt mẹ ơi, khỏi, mẹ lên đây con mua cho mẹ ăn, mẹ thèm cái gì? Đâu có đơn giản như vậy. Một cái bữa ăn ngon chính tay mẹ mình nấu, mẹ mình đâu phải mua đồ về nấu cho đủ thứ giống như quán như chợ vậy. Mẹ nấu bằng cả trái tim của mẹ, mẹ nấu bằng cả hơi thở của mẹ, trong cái món ăn nó còn đậm đà cái tình cảm, chứ không phải chỉ có gia vị không. Cho nên Đức Phật dạy cha mẹ tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Là tại sao? Là tại vì bên Ấn Độ đó thời tiết nó khắc nghiệt lắm quý vị. Mùa hè, mùa đông gì nó cũng khắc nghiệt. Cho nên cha mẹ phải quan tâm tới con cái mới có thể tùy thời chia sẻ với con cái những đồ cần dùng này. Mùa đông lạnh quá có thể chia cho con một cái mền. Đó, mùa hè có thể giúp cho con những cái thực phẩm gì, những loại thuốc gì, vân vân. Chứng tỏ rằng cái sự quan tâm của cha mẹ với con cái đến hơi thở sau cùng. Mẹ già đã 100 tuổi còn thương con 80, ái ơn có đoạn chăn chỉ hơi thở sau cùng. Tức là Đức Phật thiết lập cái tình cảm của cha mẹ dành cho con cái cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thôi. Thì đây cũng là đạo làm người. Bởi vì con cái mình không thương, mình không chăm sóc cho nó, mình không lo lắng cho nó, thì chúng ta còn làm gì được nữa? Con cái mình mà mình không có làm tròn cái trách nhiệm, không có làm tròn bổn phận thì làm sao? Thầy không tin được. Thầy kể quý vị nghe câu chuyện này rồi quý vị cho thầy có ý kiến nha, xem coi thầy có ác độc không. Tức là hồi xưa chùa thầy có một cái em sinh viên đó, nó rất là thích tu, thích xuất gia mà mẹ nó không cho nó xuất gia. Thì cuối cùng mà thầy nói thôi con à, mẹ con không có thích cho con xuất gia thì thôi, thì con ở nhà với mẹ đi. Mà cái bà mẹ này cũng ngộ quý vị, lúc nó còn nhỏ đó, con thích cho con đi tu lắm, con có một đứa con rồi nó đi tu con yên tâm. Cái tự nhiên lớn lên cái nổi chứng à, nó đi tu rồi cái nhà vắng que. Thầy mới nói nó không đi tu mai mốt nó bị cái con mắm nào hốt ra đó cũng vắng que, phải không? Thì cái nhà cũng vắng. Vậy mà không chịu. Thầy nói thôi ở nhà đi. Thì nó thích đi tu thật. Nó đi qua Thái Lan, nó tập tu ở làng Mai, rồi nó đi tới những cái thiền viện, nó tập tu những chương trình xuất gia giao duyên, thích tu lắm. Mà mẹ nó nhất định không chịu. Mà nó cai nghiệt quý vị. Mẹ nó bắt nó cưới vợ. Quý vị biết cưới ai không? Thầy không nói sao biết. Mẹ nó giới thiệu một người phụ nữ mà trong con mắt của mẹ nó, người phụ nữ này rất là tốt. Người phụ nữ này có 2 đứa con. Đã lỡ một lần đò. Rồi 2 đứa con đó đó, một đứa đó thì giao cho ba nó nuôi, còn một đứa thì giao cho bà ngoại nuôi. Còn cái người phụ nữ này lên Sài Gòn đi làm. Thì tình cờ mẹ nó đi siêu thị đó, mẹ nó bị té, xách đồ sao nặng té. Cái cô này cũng đỡ lên, rồi cô lụm đồ, rồi cổ sức dầu cho, rồi cổ đưa về tới nhà. Tự nhiên có cảm tình. Nhỏ này nó tốt lắm, nó hiền lắm, con cưới nó đi. Mặc dù là nó đã có 2 đứa con. Cái nó đi tới nó hỏi thầy, sư phụ, mẹ con kêu con cưới con nhỏ đó, có 2 đứa con rồi, con có cưới không? Thầy đưa tay chéo. Thầy nói no. Tại vì thầy hỏi hết mà, thầy hỏi nó cũng kể vậy đó.
Nhưng mà trước đó là thầy đã nghe bà mẹ nó nói trước rồi. Bà mẹ nó nhờ thầy khuyên nó, nói là chỉ có thầy nói nó nghe thôi, chứ không ai nói nó nghe hết á. Thầy nghe bà mẹ nó kể như vậy, thầy nói, con đừng có can thiệp vô cái chuyện duyên nợ của nó. Cái khi cái đứa con nó tới nó hỏi thầy, thầy nó không. Cái đứa thanh niên này nó mới nói, con thấy cô đó cũng hiền. Thầy nói, không biết hiền kiểu gì, nhưng bỏ con của mình là không được. Tại vì thầy cũng có biết rất nhiều phụ nữ đau khổ, nghèo khổ lắm, bị chồng bỏ bội bạc, vẫn đeo con theo bên mình đi làm, không rời con. Những người phụ nữ đó rất đáng được tôn vinh. Cũng là hoàn cảnh đau khổ, tại sao người mẹ này không bỏ con? Đằng này bỏ hai đứa con ở hai nơi, rồi đi làm để gửi tiền về cho bà ngoại để nuôi con. Thầy nói, con có tin được không? Cái người phụ nữ mà rứt ruột đẻ con ra rồi giờ bỏ con mình như vậy, có tin được không? Thầy không tin. Cái thằng nó ngu dễ sợ. Thầy cái bữa hẹn tới nói chuyện, cái nó nói sư phụ nói không tin. Nó khai ra, không ai đánh mà nó khai ra. Nó nói, con có tâm sự, sư phụ nói không tin em được. Không tin em được, em bỏ con em thì em không tin được. Cái phụ nữ này không có đạo đức. Trời ơi, sóng gió ba đào nổi lên. Thế là cái con nhỏ đó tìm tới chùa thầy. Nó tìm tới chùa thầy, nó hỏi thầy, con nói không, thầy nó có. Nó nói, tại sao thầy nói như vậy? Con khổ quá rồi, con có được một cái người đàn ông tốt vậy, thầy phải thương con này, thầy phải giúp con. Thầy nói, xin lỗi con. Con bỏ con của con là thầy không có chấm điểm cao con được. Dưới góc nhìn của một cái người học Phật, nhìn nhận về cái trách nhiệm của một người mẹ đối với đứa con, thầy không thể chấm điểm cao hơn được. Với lại một điều nữa, thầy cũng cần nói cho con biết là thầy muốn nó đi xuất gia, chứ thầy không muốn nó xuất giá. Quý vị coi đó, mình cũng nhiều chuyện quá đi, cho nên là cái thằng nó khùng dễ sợ, nó đi cai ra, nó nói sư phụ nói. Thầy gặp nó thầy la quá trời quá đấy, thầy nói mày khùng vừa thôi, sư phụ nói với mày, mày phải hiểu chứ, tự nhiên mày đi cai ra mà nói sư phụ nói à. Theo quý vị thầy có ác không? Có không? Ai nói có đâu. Mà cái em nó mắc cười lắm, nó nói sư phụ nói con tin sư phụ à. Thôi không có duyên không có nợ gì hết, con ở như vậy à, con ở như vậy con làm con nuôi mẹ, chứ nào mẹ chết con đi tu là bà mẹ nó cũng phải chịu chứ làm sao. Thầy nói tại sao hai mẹ con không đi tu luôn? Nó con đi vô chùa ở diện chiến tu, còn mẹ con qua chùa Kiều Đàm đối diện. Lâu lâu con chạy qua thăm mẹ, còn mẹ lâu lâu chạy qua diện chiến tu thăm con. Nói dễ ẹt, đâu có gì đâu à. Không chịu, bà mẹ mà không chịu. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy cha mẹ đó, tùy thời cung cấp đồ cần dùng cho đứa con. Điều này có nghĩa rằng là cha mẹ thương con cho tới hơi thở sau cùng. Hoàn cảnh nào cũng thương con, cũng phải bảo bọc con, chăm sóc, che chắn cho con mình. Đó là cái đạo làm người của một người làm cha làm mẹ. Thì chúng ta chỉ lấy cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái mà cư xử với nhau đúng như là những lời của Đức Phật dạy này, thì đó chính là chúng ta hoàn thiện cái tư cách của mình để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Gia đình là tế bào của xã hội. Khi tế bào đó khỏe mạnh thì chúng ta mới hợp thành một cộng đồng khỏe mạnh, một xã hội lành mạnh. Đó là điều đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc, cho một xã hội bình an.